Hello, xin chào các bạn. Thì trong video lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn xuất animation từ Maya sang file Alembic để đưa vào các cái trình render khác nhau, đúng không? Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xuất animation từ Maya sang file FBX. Thì ở trong video trước, mình cũng có hướng dẫn các bạn export sang FBX, nhưng đó chỉ là export cái camera hoặc là những cái vật thể bình thường thôi. Còn nếu như muốn xuất một cái animation từ Maya mà sang FBX, định dạng FBX, thì chúng ta phải xuất theo một cách khác. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chính xác hơn. Thì ở đây mình có một cái file Maya đã được animation như thế này. À, đây là file Maya đã được animation. À, diễn cảnh một con đại bàng nó bay qua như thế này đúng không? Thì để xuất được cái file này sang FBX thì chúng ta sẽ cần phải bake animation cho cái xương của nó ở bên trong. Thì cách làm như sau. Nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu xuất sang FBX ấy, chúng ta cần phải save e ha. Save e tức là lưu mới. Để mình bật cái phím tắt cho các bạn xem. Chúng ta cần phải bấm Ctrl Shift S này để lưu mới cái file này ha, Ctrl Shift cộng S đó để lưu mới cái file này. Đặt tên cho nó là bake. Mình sẽ đặt tên cho nó là bake ha. Giờ mình lưu ở một cái thư mục cùng chung với thư mục file anim luôn. Đây mình lưu này. Chọn .ma ha, lưu. Thì tại sao chúng ta phải lưu mới như vậy? Mình lấy ví dụ nhá. Ở đây mình có một cái file animation đã được bake này. Cái file này file đã được bake key để mình xuất sang FBX đấy. Thì sau khi mình bake key và xuất ra FBX như vậy thì cái file này nó bị lỗi, nó không thể anim được, bạn thấy không? Những cái control nó bị hư này, khi mà mình điều khiển này, khi mình điều khiển thì nhân nhân vật nó không di chuyển, tức là file bị lỗi rồi. Một khi đã bị bake đấy thì cái control sẽ bị lỗi không diễn được, cho nên chúng ta cần phải save e nó ra, save e nó ra thành file mới đặt tên là có chữ bake ở phía sau như thế này, để khi mà đạo diễn kêu chúng ta thay đổi animation đấy thì chúng ta sẽ lấy cái file anim này, chúng ta tiếp tục chỉnh sửa animation từ cái file này. Rồi sau đó khi mà đạo diễn approve, chúng ta lại CE qua file bake này và chúng ta bake lại cái anim mới ha, để tránh cái việc là nếu chúng ta bake trực tiếp trên cái file anim này thì đến lúc mà đạo diễn kêu đổi animation chúng ta sẽ không thể đổi được nữa, vì nó bị hư rồi, hư anim rồi ha, đúng nào? Ok, thì sau khi CE thành file bake này rồi ấy, mình sẽ export như sau. Đầu tiên mình phải bấm vào cái outliner này, chọn tên của cái nhân vật mà mình muốn xuất ra animation sang FBX à. Rồi mình sẽ chọn cho nó, mình sẽ tìm tới cái thư mục nào mà có cái xương này này, thấy không? Tìm tới cái thư mục nào có cái xương này ha. Sau đó thì mình chọn một cái xương đầu tiên này. Rồi mình vô select, mình chọn hierarchy, select hierarchy ha. Thì nó sẽ chọn cho các bạn tất cả những cái xương này luôn ha. Rồi. Đó. Ở trên này nó cũng có một cái này, mình sẽ giữ control đó này, giữ phím control này, chọn vô cái này được chưa? Rồi sau đó là chọn select hierarchy, tức là sao? Tức là ở cái bước này chúng ta sẽ chọn tất cả những cái xương của cái con nhân vật đó ha. Đấy, dùng cái chức năng select hierarchy này để chọn tất cả những cái xương của nhân vật đó ha. Sau đó chúng ta chuyển cái tab này sang tab animation, cái tab này này animation ha. Sau đó chúng ta bấm vô key chọn bake simulation ha, bake simulation, bấm và chúng ta ngồi chờ cho nó bake cái key nó ra đó. Nãy giờ các bạn nghe mình nói từ bake nhiều đúng không, thì đó chính là bake key đó, tức là bake key animation đó. Thì sau khi bake xong thì các bạn sẽ thấy này, nó sẽ có một cái key dày đặc như này. Ok, vậy là được rồi ha. Sau đó các bạn sẽ qua cái vùng nhìn này, vùng bake key này, các bạn ẩn tất cả những control đi, ẩn tất cả những control nhân vật đi ha. Này bấm nó sâu, ẩn tất cả control nhân vật đi. Rồi các bạn bỏ tất cả những vật thể khác vô một cái layer như thế này. Sau đó các bạn tắt đi ha, tắt toàn bộ đi, được chưa? Rồi sau đó thì các bạn bấm trong suốt này, ở đây nó không trong suốt nha. Khi mà các bạn không trong suốt như này, các bạn quét chọn tất cả thì nhiều khi ấy, nó sẽ không chọn cái mét, không, nhiều khi nó sẽ chọn thiếu mét cho các bạn à. Có những cái mét ở bên trong của nhân vật nó không được chọn chẳng hạn, đúng không? Thì để tránh cái tình trạng các bạn quét chọn tất cả cái mét này ấy, mà nó chọn bị thiếu ấy, thì chúng ta phải bấm vô cái trong suốt này này ha, bấm vô trong suốt này để nhìn được trong suốt vật thể. Thì khi chúng ta quét chọn tất cả như thế này nó mới chọn được tất cả cái mét của nhân vật ha. Rồi chúng ta chọn tất cả mét của nhân vật, sau đó chúng ta vào file export selection, sau đó chúng ta chọn FBX và chúng ta chọn export selection, được chưa? Rồi mình sẽ lưu cái FBX này ở trong cùng thư mục với nó luôn, ở đây là C003 này. Rồi mình gạch một cái FBX này đó, được chưa? Rồi mình lưu thì nó một cái bảng hiện ra, thì các bạn cứ tích cho mình vô ô bake animation này ha. Và sau đó thì những cái phía dưới này ta để nguyên thôi, ta bấm export. Đó, vậy là xong, được chưa nào?
Vậy thì cái bước để chúng ta xuất animation từ Maya sang FBX sẽ gồm hai bước. Bước thứ nhất là chúng ta phải bách cái key của những cái xương của nó. Bước thứ hai là chúng ta chọn cái mesh của nó để chúng ta export ra FBX ha. Bây giờ chúng ta sẽ check ha. Chúng ta sẽ check với nhau xem cái file export đó đã đúng chưa. Thì cách check như sau. Chúng ta sẽ mở một cái file Maya hoàn toàn mới. Chúng ta kiểm tra lại. Đây là file Maya hoàn toàn mới ha. Sau đó chúng ta vô file import ha. Và chúng ta import lại cái file FBX đó vô Maya. Open import. Rồi đợi một chút ha. Rồi ok. Thì sau khi chúng ta import như vậy ấy, trong Outliner sẽ có một cái file như này này. Chúng ta chọn nó, chúng ta bấm F thì sẽ thấy nó xuất hiện ha. Giờ chúng ta zoom ra chúng ta xem thử này. Đó, vậy là cái file này đã được import thành công, tức là nó export thành công rồi. Nếu như các bạn export bị lỗi ấy, thì nó sẽ không giữ được cái anim, hoặc là anim bị lỗi gì đó ha. Đó thì đây là cái cách để chúng ta kiểm tra lại trước khi chúng ta gửi cho bên render. Tương tự cái cách mà chúng ta kiểm tra khi mà chúng ta xuất ra file Alembic trong cái video lần trước cũng vậy ha. Các bạn xuất ra file Alembic xong thì các bạn vô file import, import ngược nó vô Maya một lần nữa ha để kiểm tra xem cái animation nó có giữ được không, được chưa nào. Đó ok, vậy thì đã xong rồi, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về cách để chúng ta export animation sang FBX. Nếu như chúng ta không có cái bước bất kỳ ấy, đây nếu như chúng ta không có cái bước bất kỳ này thì cái file Alembic của chúng ta sẽ không giữ được animation, các bạn nhớ nha, nó khác với file file Alembic nha. Cái file FBX của chúng ta muốn giữ được animation thì phải bách cái key của xương nó ra. Đó là cái sự khác biệt lớn nhất trong cái việc export FBX. Được chưa nào? Rồi, ok. Vậy thì hy vọng rằng những kiến thức trong hai cái video hướng dẫn xuất animation sang file Alembic và hướng dẫn xuất animation sang file FBX của mình sẽ giúp cho các bạn, giúp cho team animation và team render hoạt động phối hợp với nhau dễ dàng hơn. Nếu như có bất cứ thắc mắc nào, các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho mình hoặc là bình luận ngay ở bên dưới để được giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!